Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một cái web tên là lugagi.com. Thì cái web này nó có hai chức năng chính, đó là gợi ý món ăn bằng nguyên liệu và gợi ý món ăn cho cả tuần. Thì mục tiêu của mình khi mà mình làm ra cái trang web này đó là giúp anh chị em nào mà thường hay nấu ăn, thích nấu ăn, hoặc là các chị em nội trợ, các bạn sinh viên có thể tiết kiệm thời gian hơn, không có cần phải suy nghĩ mỗi ngày về cái việc là hôm nay phải nấu cái gì, ngày mai phải nấu cái gì, đi chợ nên mua cái gì nữa. Thì cái web này nó có hai chức năng chính, thứ nhất là gợi ý bằng nguyên liệu và thứ hai là gợi ý cả tuần. Thì chức năng gợi ý bằng nguyên liệu này á, nó sẽ cho phép là gợi ý ra một số cái món ăn dựa trên những nguyên liệu bạn đang có trong tủ lạnh. Thì mình thấy là có rất là nhiều trường hợp chúng ta hôm nay không biết nấu gì thì cứ đi ra chợ hoặc là mở tủ lạnh ra coi, ví dụ trong tủ lạnh có rau muống, có thịt bò, thì bây giờ mình nên làm món gì với nó. Thì ở đây mình chỉ cần nhập vào cái nguyên liệu mà mình có. Ví dụ như mình nhập vào chữ rau muống và thịt bò. Mình nhập rau muống vào, sau đó mình nhập chữ thịt bò và mình nhấn gợi ý. Thì ở đây web nó sẽ gợi ý chúng ta là một số món có thể được chế biến bằng hai cái loại nguyên liệu đó. Ví dụ như là rau muống xào hay là thịt bò trộn gỏi gì đó, vân vân. Tương tự cũng có thể như là nấm, là heo, bạn nào thích ăn lẩu hay gì đó thì cũng có thể tìm kiếm ở trên đây. Còn cái chức năng thứ hai là gợi ý thực đơn cho cả tuần. Thì cái chức năng này nó sẽ gợi ý món cho 3 buổi trong một ngày và cho 7 ngày trong một tuần luôn. Ở đây mọi người có thể thấy là nó có cái mục từ thứ hai đến chủ nhật nè. Rồi ở đây là ví dụ như buổi sáng thì có thể ăn được món gì, buổi trưa, buổi chiều như thế nào. Và trong từng cái chức năng, ví dụ như mọi người không có thích ăn canh khoai mỡ đi thì có thể bỏ nó, nhấn vào đây để bỏ. Còn nếu mà không thích cái món này thì có thể đổi thành món khác cũng được, thì chỉ cần nhập tên vào đây là đổi thôi. Thì tất nhiên là cái thực đơn sau khi mà tạo xong á, thì có thể lưu lại, thì chỉ cần nhấn cái nút lưu ở trên đây và nó sẽ tự động lưu lại luôn. Thì cái việc lưu lại thực đơn như thế này rất là quan trọng, bởi vì anh chị em sau khi mà đi chợ hay gì đó về rồi thì sẽ xem lại cái này mỗi ngày để chúng ta nấu cho cả tuần đó. Có thể đặt tên cho thực đơn luôn, có thể ghi là thực đơn cho bé Bi hay là thực đơn được tùy biến riêng cho chồng, cho vợ gì đó. Thì tùy vào sở thích của mỗi người. Đây mình có thể chuyển qua thứ tư nè, mỗi ngày thì nó sẽ mỗi khác. Đó. Và lúc mà gợi ý khi nãy á, thì mọi người có thể tùy chọn là chỉ chọn những cái món ăn kiêng, ăn chay gì đó, giới hạn những cái món ăn là chỉ những món mà các bạn đã nhấn nút favorite thôi. Một cái tính năng khác nữa của cái web Lugagi này mà mình muốn giới thiệu đó là cái chức năng bộ sưu tập. Ví dụ như anh chị em coi được một số cái món ăn rất là hay, hoặc là những cái công thức, những cái chia sẻ rất là thú vị của mọi người, thì có thể đóng thành bộ sưu tập. Ví dụ như đây là bộ sưu tập của mình, là tập hợp những cái món ăn dễ làm. Đó, nó có hết những cái món mà mình thích ở trong đây. Thì cái bộ sưu tập này nó không chỉ được xem bởi mình để mình nhớ và những lần sau mình truy cập cho nó dễ hơn, mà còn có thể chia sẻ với mọi người để mọi người cùng tham khảo luôn. Thì mục tiêu cuối cùng của cái web này cũng chỉ là như vậy thôi, giúp cho mọi người nấu ăn dễ dàng hơn. Nếu mà chọn vào từng món ăn á, thì mọi người sẽ có thể nhấn nút yêu thích nó để mà lưu lại, có thể chia sẻ những cái công thức, hoặc là chia sẻ những cái dòng cảm nghĩ, hoặc là những cái thủ thuật rất là đơn giản thôi, chỉ một cái thủ thuật nhỏ nhỏ chứ không nhất thiết là cả phải công thức dài. Thì nếu có công thức thì tốt hơn. Hiện tại cái web này mình đang cho nó chạy beta, thì hy vọng mọi người sẽ dùng thử và góp ý. Tất nhiên là mình rất là hoan nghênh việc đóng góp nội dung của mọi người luôn. Mọi người có thể tạo món mới rồi thêm công thức gì đó, thì bởi vì dữ liệu càng nhiều thì cái việc gợi ý nó sẽ càng chính xác và nó càng thú vị hơn. Rồi, xin cảm ơn mọi người.